Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Quang Nhàn. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ thuật công ty may. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Trần Phan Hồng Phước, 29 tuổi. Em quản lý xưởng may gia đình. Hai vợ chồng em mở xưởng may. Là may gì em? Dạ, may quần áo. May hàng cho shop ạ. Hai em quen nhau từ khi nào? Hai vợ chồng em là nộp hồ sơ vào trường cao đẳng. Em có đến trước, em nộp trước. Nhưng chồng em đến sau thì ảnh ăn gian. Ảnh chen cái hồ sơ của ảnh dưới cái hồ sơ của em thì em ghét lắm. Đẹp trai mà sao mà chơi ăn gian quá, em ghét. Mình cứ nghĩ là mình bỏ xuống thì nó lật lên là của mình. Rốt cuộc là mình lại bị về sau cuối cùng. Em ấn tượng đầu tiên là ghét. Là không ưa đó. Không đẹp ưa trai. Gian dối đó. Dạ. Em nói là có khi nào mình học chung lớp với ông này ông ta. Em là học chung lớp thiệt. Đúng không? Còn ừ. Nhàn thì sao? Có ấn tượng là cười hàm răng á, em thích. Bao lâu thì em mới theo đuổi cô? Lúc mà đi học á, thì lúc đó em mới làm cái lớp trưởng. Mình nhìn thấy là thấy quen quen, y như quen lâu rồi chứ không phải là... Tiềm thức giống như quen. Ê, ngộ lắm, nghe có cái trường hợp vậy đó. Có nghĩa là có những người á, họ gặp nhau một cái là giống như là kiếp gặp trước họ đâu quen đó. Từ đời nào luôn á. Cái nhìn là thấy nó mình muốn nó thích sao rồi lúc đó. Tính em nhát á, em không có dám mình lại mình nói chuyện. Thể hiện đó. Thể hiện. Lúc mà vào nhập học thì em được vào nhóm múa của trường. Cứ hàng đêm thì em cứ lên trường em tập múa. Ảnh thì ở ký túc xá. Tối ảnh lại ra cái sảnh trường á, xem mọi người múa. Em múa thì ảnh ngồi ngay góc đó, em lấy cái cờ em chọc ngay cái chân á. Mình ghét mà. Tình cờ cái ảnh cười, lòi lúng đồng tiền ra. Xong rồi em mới kết, em nói dễ thương, các đầu mình thấy mến. Trong quá trình học tập thì cũng có làm việc trong nhóm. Cứ mỗi lần đi học là anh mua một chai nước suối, anh để ngay bàn của em á. Hồi đó em được tham gia văn nghệ của trường nên em cũng hơi chảnh. Kệ ai đưa thì mình uống thôi. Không cần tìm hiểu ai là dạ, người đã không. Để chai nước suối này. Có một cái người bạn đi chung với ảnh á, lại nói là Nhàn đưa nè. Vậy là em mới biết là của chồng em. Rồi đến khi nào thì ảnh mới mở miệng, ảnh tỏ tình với em? Không tỏ tình nhưng mà thể hiện bằng cái hành động. Em có nhớ cái đợt Noel á, là đúng là ngày 24 tháng 12 á, thì ảnh về quê, ảnh có lên ảnh tặng cho em một món quà, nhưng mà không đưa trực tiếp cho em mà để vào cái giỏ xe của em. Để vào cái giỏ xe. Bỏ vô giỏ xe. Vậy thì mở ra là một món quà, cục thủy tinh và chiếc nhẫn. Sáng hôm sau em đi học thì em thấy ảnh đeo một chiếc nhẫn, thì em mới à của anh này, nhưng mà thật sự ảnh cũng không nhẫn nói cặp. Đến khi nào ổng mới cãi miệng không ra để ổng nói ta? Ta nói tới giờ chưa nói mà. Ở khi mà cầu hôn ổng có nói không? Cầu hôn là em là người chủ động. Nó không nói thì phải chủ động là gì? Cầu hôn tôi đi hả? Tức là lúc mà đi chơi với nhau bạn có nắm tay em không? Ảnh thường ảnh chở thôi thì lâu lâu những đi một buổi tối á, thường hay lạnh mà ảnh kêu nè cái túi có áo khoác nè nhét vào đi, thì em nhét vào thì ảnh thọt cái tay ảnh vô. Nhưng mà chị hỏi em nè, ảnh có bao giờ ảnh nói những cái lời yêu thương này là anh yêu em thì ảnh không nói, chủ yếu là ảnh thể hiện bằng tình cảm. Ví dụ như là ảnh ôm hung. Ôm hung cũng phải nói màu đầu đồ đó. Bé cho anh hung bé cái nghe. Ảnh hiền, ảnh ít nói nhưng mà ảnh hành động rất là nhanh. Nói đi, em bức bách lắm rồi đúng không? Mỗi lần mà đi chơi á, em ít không có, mình không có nói ý trong lòng, mình nói là nói mình nghe thôi. Mình còn mà nói cho bạn gái mình nghe lúc không nói được. Mà em có biết là con gái á, người ta là yêu bằng lỗ tai không? Thì đó, hai đứa em quen tới 6 năm luôn. Vậy thì có lúc nào em chán ông không? Dạ có, khoảng thời gian đó thì em cảm thấy cái tình cảm của ảnh hình như dành cho mình không quá không khô quá, nó dạ, lạnh quá nhạt nhẽo. Xong cái chia tay em quen người khác. Chia tay bao lâu? Chia tay cũng khoảng một năm. Lúc đó em có quen người khác nữa không hay sao? Không, em không quen, em vẫn còn thương mà. Anh thương em nhưng mà anh không thể nói ra được. Lúc mà nhắn tin trong điện thoại á, là vợ em quen với người khác rồi. Khoảng gần một năm chứ không phải tròn một năm, một em lại nhận được những cái tình cảm của ảnh, ảnh nhắn tin cho em. Lúc đó em xử lý cách nào với người thứ ba? Em quen cái bạn đó thì em nhận ra bạn đó là có người yêu rồi, ở quê nhưng mà giấu em, thì em đã cắt hẳn luôn. Thì chồng em mới cảm nhận là vẫn còn quan tâm em á, bắt đầu mới nhắn tin chia sẻ, động viên em là vượt qua những cái nỗi buồn đó. Thì em trở lại là một người bạn cũng hay qua rồi kể chuyện, nói là lúc mà chia tay anh rất là buồn, sao anh không nói là anh buồn như vậy đó. Và anh chỉ nói là anh khóc nhiều lắm. Thì bắt đầu hai người tìm hiểu lại. Tụi em cưới nhau được bao lâu? Dạ được 3 năm, từ lúc quen tới giờ là được 9 năm à. Nếu như em là cái tiếp người như vậy đó, thì chị không biết là cái lần đầu mà em gần gũi
vợ em á, thì em như thế nào? À đúng rồi, cái tới tay em mới mình nghĩ trong đầu là mình phải nói chiếm đoạt. Xong cái hôm đó em mới rủ bạn, hai người bạn nữa đi coi bắn pháo bông ở hầm Thủ Thiêm á. Ở cái phòng trọ đó là 10 giờ đóng cửa. Mình đi chơi á, mình đi vòng vòng đến qua 10 giờ luôn. Để được lấy cái đồ đúng không? Ừ, cố tình. Đóng cửa thì thôi anh chở em đi vòng vòng tiếp. Thì cái phòng em á thì nó lúc đó hai cặp. Thì ở chung em với thằng bạn em ở chung còn bồ nó nữa. Hai cặp mỗi đứa nằm góc. Mà mình thì ngại, mình muốn lắm nhưng mà không có thể nào mình giơ cái tay á, quàng cái tay qua thì sợ thấy. Sợ thấy nên mình cứ quàng lần thứ nhất á, cứ quàng qua cái giật lại nằm tiếp, nằm suy nghĩ tiếp. Lần thứ hai á em mới quàng tay tiếp, như nó đơ luôn, nó không có, rồi tiếp để lại tiếp. Lần thứ ba là con người mình á nó không kiềm chế được. Không kèm được thôi. Xong rồi ôm luôn, giật mình. Cảm giác là giật mình xong rồi thích để im luôn vậy. Thì đó, lúc đó mà em nghĩ trong người mình á như là đoàn tàu lửa cán qua mình vậy. Ủa rồi lúc em sợ không, cái cặp kia nó làm gì? Đắp mền hết rồi, cái sàn á mỗi lần ở bên đó đụng một cái là mình biết nó chưa ngủ rồi. Bên đó nó cũng giống nó mình. Cũng y chang mình luôn. Cặp nào ngủ hết đó thì nó y chang luôn đó. Mình cũng không có nhìn bên đó tại vì mình đang chí mình lo bên đây chứ nhìn. Đang lo bên đây. Cuối cùng là vẫn được, lúc đó thì có chết cũng được. Có đời nào mà hai người mà vô một cái thế trận như vậy mà không nói đó. Tiếng nào không trời, miệt mài mò mẫn không nói tiếng nào. Thì ra là ổng ở ngay cái hoàn cảnh là ổng không được quyền nói. Mấy lần sau á, mấy lần sau không nói luôn. Mấy lần sau thì ảnh làm mà ảnh không nói. Không nói mà ta không chịu nói mà. Rồi bây giờ vợ chồng là ở với nhau rồi đó, còn có nói không? Dạ có, sau này có nói. Dạ. Thôi vậy cũng được rồi, cuối cùng nó cũng biết nói. Đó. Rồi bây giờ là hai vợ chồng ở với nhau một thời gian như vậy á thì có tật xấu gì không? Chào em nói trước. Tật xấu là về tôi cằn nhằn hay cằn nhằn. Mỗi lần cằn nhằn gì bực không? Bực. Mỗi lần em bực á. Bực rồi có nói lại không? Không, em đi ra ngoài em hút thuốc. Rồi cũng không nói. Nói mà. Ê, còn mỗi lần mà cãi lộn với nhau sao em? Dạ cãi lộn thì cũng nói nhiều. Nhưng mà em lúc nào cũng thắng hết. Tại vì em nói nhiều hơn thì ảnh lại không nói đi ra ngoài. Vợ em thì hay so sánh em với người khác. Tại vì em cũng không thể hiện nhiều á. Ví dụ mức lương đó đi, mình làm 7-8 triệu, giờ muốn so sánh anh phải cố gắng hơn á, phải đạt được 10-12 triệu hay 15 triệu. Hay so sánh chồng với chồng người ta đó. Em đi làm về đúng không, ở nhà thì quản lý xưởng may á, hàng hay là bị gì á, về cái thấy mặt em là xả tới tấp luôn. Rồi tội nghiệp nhỏ không, tới em đây. Anh ấy có tật xấu gì không? Thấy hiền quá mà có cái gì đâu mà xấu. Hiền mới nhiều tật xấu á anh. Hiền thường hay đi với chung với cọc tính. Cọc cọc lên mà có thể hiện không? Ví dụ như đập đồ. Đập hai điện thoại rồi. Một cái điện thoại của ảnh với một cái điện thoại của em. Nên hiện giờ em không mua điện thoại luôn. Để cho ảnh biết là cái mà mình mua ra mà đập, chắc chắn là đó là thiệt cho mình rồi. Nhưng mà em lâu lâu em dắt ảnh ra tìm điện thoại á. Cái này đẹp nè anh ha, cái này đẹp nè. Ừ em mua cho anh đi ha, năn nỉ xì xỏ rồi đó. Em không mua đâu, em phải biết được là khi nào mà anh nhận được là cái những cái cọc tính đó, đập đồ đó anh phải bỏ hẳn luôn. Rồi anh này á là anh yếu đuối vậy, anh có khóc nhè không? Có, mỗi lần cãi nhau là anh khóc. Em nói không được cái em khóc. Anh vậy chứ, anh trong lòng anh mỏng manh. Đáng lẽ ra em phải là người khóc. Anh là người khóc. Em gây lộn là khóc. Hai đứa em á như là em có thiếu cái gì là vợ em nó có cái đó. Em chậm thì vợ em nó nhanh. Rồi còn em khóc thì vợ em nó không khóc. Em ủy mị thì vợ em cứng rắn đúng không? Nói thì vợ nói nhiều. Không phải. Coi phim á, những cái phim mà về mẹ là anh khóc. Chương trình nào mà nói về mẹ là bắt đầu rưng. Vậy là em thương mẹ lắm hả? Dạ phải đúng không? Rồi. Chồng em có một tật xấu nữa. Thường thường em đi làm gì mệt á, thường em ngủ là em thích thoải mái à. Nhưng mà chồng em thì lại thích gác cái chân qua. Mà gác không phải là gác bình thường đâu chị à. Nãy em nói chị là lần đầu tiên của em á, là nó đã như vậy rồi á, dạng như nó quen luôn rồi. Giống như đó là một cái tín hiệu gì đó. Vợ em là người đầu tiên em luôn á, là em đụng luôn á. Ừ.
nên là cảm giác của em nó dậy rồi. À em muốn giữ nó luôn. Rồi một tuần vậy là em phát tín hiệu mấy lần? Ba lần. Có tuần thì đạt được, có tuần thì có một lần thôi. Nhiều ra em thấy vợ em nó khỏe thì em tăng lên. Phát tín hiệu. Nhất quý là chủ nhật là không phát được. Là bởi ở lý do sao vậy? Em rải chiền á, em chỉ công nhân á. À. Nên mà chủ nhật mà sáng thứ hai mình đi làm á, mình cảm không phải đuối mà nó xui. Nó xui lắm. Bữa nào á, mỗi lần mà thứ chủ nhật mà em lỡ đi, chứ thứ hai vô là em đi vòng vòng chứ không dám vô chiền. Qua chiền người ta chứ. Trời sợ, em sợ. Tại vì nó cứ diễn ra hoài. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn thay đổi là bớt cằn nhằn rồi. Thế còn em? Thì em chỉ mong chồng em là lâu lâu lãng mạn xíu. Cái thứ hai nữa là cái cọc tính. Cái cọc tính thì nói chung là có thể là giảm thôi. Thì đó, hai cái đó là tỷ lệ thuận đó. Em bớt cằn nhằn thì ông bớt cọc tính đó. Thì tự em điều tiết đi. Chị nghĩ là trong gia đình em là người quán xuyến về mọi phương diện, thành ra là em cũng có thể quán xuyến được cái không khí gia đình nữa. Trước khi kết thúc chương trình thì anh muốn em nói một điều gì đó với vợ mình nhân kỷ niệm ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thay mặt chương trình này thì nhân dịp có lên chương trình này thì anh cũng ngại văn anh ít nên là cũng không có nói gì nhiều. Thì cũng mong em hiểu cho anh. Anh sẽ cố gắng thay đổi mình nhiều để cho em hết buồn và hết nóng tính. Thể hiện chủ động, vợ chủ động tiếp à. Rồi nói thì nói chứ rất hạnh phúc phải không Nguyên? Chúc hai vợ chồng em cứ luôn luôn hạnh phúc ha. Và anh ấy sẽ dành hết tất cả những tình cảm quý báu của mình dành hết cho em ha. Mãi mãi hạnh phúc như thế này ha. Rồi xin cảm ơn. Dạ cảm ơn thật. Rồi cảm ơn.